Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tưới cà, kéo ấm, rồi lắp đặt ấm. Hôm nay mình tưới bằng bếp nha. Đợt này thì mình tưới đợt thứ ba. Nếu mà còn nắng thì tiếp tục tưới đợt thứ tư. Đợt 21 giờ này mình tưới ngày 3 tháng 3. Đến bây giờ là tháng 4 gần tháng rồi. Bây giờ vẫn xanh anh em xem. Thời gian tưới bằng bếp hơn gần 5 tiếng. Cái này còn xanh tốt thế này, vừa do vừa rồi thì có cái trận mưa này. Mưa cũng lớn hơn tiếng. Mọi người cùng xem mình eo ấm, thắp đặt ấm rồi tưới cá nha. Các bạn xem cái này là xong. Có một dây cột này cho nó chắc thì nó bắn nó rung. Là xong một cái nữa nha. Giờ mình tiếp tục lắp đặt ấm khác, cây khác.
Ok, bác là cây cuối cùng nha em nhé. Giờ mình lắp đặt cuối cùng này. Vì mình có 3 cây thôi. Giờ là cây cuối cùng. Cái này xong rồi nha anh em nhé. Đây là cái bếp cuối cùng này. Bây giờ mình lắp đặt cho nó thẳng. Chắn. Không cho chắn sau này mình bật điện lên nó cái bếp sẽ bị ngã. Khoảng cách giữa cái bếp thì mình bố trí nó 10 cây cà. Cái này thì mình chủ yếu dựa vào cái lực máy, và lực máy chạy mình đây này máy hơn 3 kg, máy điện là một pha. Thì khoảng cách giữa cây bếp mình cho 10 hàng cây cà để nó chạy, nó bắn. Thì thời gian kéo ống và lắp đặt ống cơ bếp thì cũng đơn giản. Nếu mà có 2 người thì chưa tới 30 phút. Nhưng ở đây thì mình một mình vừa kéo ống vừa lắp đặt cơ bếp. Nên thời gian lâu một tí. Bây giờ tôi xuống bật máy để em bé nó chạy nha, tưới nha. Cái máy kêu mạnh lắm nhỉ. Giờ mình chạy lên kiểm tra nó cây bếp nữa có chạy hay không nhá. Do buổi trưa nhìn không rõ nó chói, giờ đang chạy đều. Thank you.
Mình vừa tưới xong, bây giờ xuống tắp máy nhé anh em nhé.